Cách để trả thù. Nếu ai đó xúc phạm, tổn thương hay khiến người khác đau khổ, bao gồm cả bạn, thì đừng nổi giận mà hãy trả đũa. Trả thù có thể là cách thỏa mãn nhất để bảo vệ bản thân, cũng như bù đắp thương tổn bạn đã chịu. Tuy nhiên, chìa khóa cho kế hoạch trả thù tốt đó là đảm bảo hình phạt thỏa đáng với tội lỗi. Hãy vận dụng đầu óc tinh vi của bạn để thực hiện kế hoạch trả quả mà không khiến bản thân gặp nguy, hoặc làm tình hình căng thẳng đến mức hối không kịp. Và nếu lối sống một mắt trả một mắt không hợp với bạn, thì hãy nhớ câu ngạn ngữ này, sống hạnh phúc là cách trả thù tốt nhất. 1. Phương pháp 1. Lên kế hoạch trả thù hoàn hảo. 1. Đăng ký thư rác cho họ. Nếu nắm được địa chỉ nhà hay thư điện tử của họ, thì hãy dùng nó đăng ký mọi dịch vụ quảng cáo mà bạn biết. Chẳng sớm thì muộn, hộp thư của họ sẽ đầy thư rác, cực khó chịu mỗi khi họ kiểm tra. Đây là cách trả đũa hay nhất mà không gây hại gì mấy. Để thêm phần cay cú, hãy tìm những sản phẩm và dịch vụ xấu hổ như làm to dương vật, chữa thâm vùng kín hay đồ chơi người lớn để đăng ký bằng email họ. Nếu muốn bông lan có thêm trứng muối, bạn có thể dùng địa chỉ giả để gửi kẻ đó thư chứa phần chó, cá chết hoặc phô mai mốc. 2. Gửi búp bê vodo đến nhà kẻ thù. Nếu muốn nhầy hơn nữa, hãy liên hệ một dịch vụ chơi khăm để đặt làm búp bê vodo cho kẻ thù. Bạn có thể gửi ảnh hoặc miêu tả ngoại hình người bạn muốn nguyền rủa và hàng sẽ chuyển đi trong 3 đến 10 ngày làm việc. Kẻ đó chắc chắn sẽ vừa bất ngờ vừa quan ngại khi mở hộp quà bí ẩn. Để quả báo thêm phần cay cay, bạn có thể gửi kèm một thông điệp đính đầy kim ghim: đừng để ta dùng tới cái này. 3. Làm cho kẻ ai cũng biết là ai đó hết hồn khi đi vệ sinh. Đây là chiêu kinh điển, đặt mua vài gói bột nổ và đính 3 đến 4 gói dưới miếng đệm bồn cầu của kẻ đó. Khi họ an tọa sẽ kích hoạt những vụ nổ nhỏ khiến họ giật mình nhảy tới nóc. Trò chơi khăm này cần bạn có thể đột nhập vào nhà kẻ thù hoặc ít nhất có thể gài bẫy vào vị trí trước khi họ đi vệ sinh ở trường hay công ty. 4. Mời kẻ thù món bánh kem mayonnaise. Cẩn thận cắt một vết trên bánh donut hay bánh đan mạch rồi thay thế phần kem thơm ngon bằng sốt mayonnaise. Sau đó, sắp xếp lại và đặt bánh ở nơi kẻ thù dễ thấy nhất. Nhớ nhìn chăm chăm vào mắt đối phương khi họ đang cắn miếng bánh định mệnh để họ biết bạn đã nắm thóp được họ. Mùi vị chiếc bánh sẽ ám ảnh họ mãi mãi mỗi khi nhìn thấy đồ tráng miệng. Bạn có thể thực hiện loại trò chơi khăm này trên mọi loại bánh nhân kem như bánh su, bánh ống, bánh xếp, macaron. Lừa người khác ăn bánh mayonnaise hết hạn là cách hay để trị những người chuyên lấy đồ ăn của người khác mà không xin phép. 5. Quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của họ bằng những cuộc gọi phá đám. Nếu có số điện thoại kẻ thù bạn đã có trong tay phương cách khiến họ không chợp mắt được, chỉ cần gõ số điện thoại vào một dịch vụ báo thức miễn phí như Snoozester hay Wake Up Dial, chọn thời gian càng sớm càng tốt và tưởng tượng gương mặt phờ phạc của họ khi bị dựng dậy vào thời khắc yên bình bởi tin nhắn tự động lúc trời mới hửng đông. Có khả năng kẻ thù bạn sẽ xóa số điện thoại lạ khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hãy dùng một trang web mới mỗi ngày để đảm bảo mỗi ngày đều có cuộc gọi đến hủy hoại giấc ngủ ngon của họ. Nâng tầm trò phá rối này hơn nữa bằng cách đặt lịch gọi mỗi tiếng một lần suốt đêm. Bằng cách này, ngay khi đối tượng vừa chợp mắt ngủ lại được thì sẽ bị giật mình thức tiếp. 6. Thuê dân chuyên nghiệp để giúp bạn trả thù một cách chính xác và bí mật. Dịch vụ trả thù thuê là ngành kinh doanh đang bùng nổ. Với một cái giá tương xứng, một công ty hoạt động trên web như Nefarious Job sẽ lên kế hoạch và triển khai việc trả thù cho bạn nên bạn không cần lo tay dính bẩn. Bạn chỉ cần ngã lưng thư giãn và nhấm nháp nỗi đau của kẻ thù. Ví dụ, một số dịch vụ của các công ty này cung cấp đó là gửi thư bì chứa toàn bột ngứa, tiết lộ nội dung chương trình TV họ yêu thích, tung tin đồn họ mắc căn bệnh buồn cười nào đó. Tuyệt nhất là đa số các dịch vụ trả thù đều ẩn danh, tức là không có cách nào kẻ đó truy vết được ra bạn. Vài công ty có lựa chọn tư vấn cách trả thù nếu bạn thích tự làm chứ không mượn dao giết người. 7. Thuê dịch vụ máy bay quảng cáo để gửi thông điệp cay độc từ bầu trời. Hãy liên lạc một dịch vụ hàng không thương mại trong khu vực chuyên về lái máy bay vẽ chữ. Sau đó bạn chỉ cần sung sướng nhìn lên trời nơi đang cuồn cuộn lời nhắn to tướng phơi bày bí mật nhạy cảm nhất của kẻ thù. Hãy gửi thông điệp ngắn mà chí tử như phương quyệt tiền, tâm trà xanh sẽ khiến kẻ thù của bạn gục ngã trong nhục nhã. Đặt lịch hẹn bay vào một ngày đẹp trời, tốt nhất chọn địa điểm nơi nhiều người quen biết kẻ thù của bạn tụ tập như khu trung tâm hoặc buổi diễn ngoài trời. Vẽ chữ lên trời là phương pháp trả đũa ấn tượng, công phu nhưng không hề rẻ. Bạn sẽ phải trả giá khoảng 1.000 đến 3.000 đô cho một lần bay và khoảng 500 đô một tiếng.
và 2 đô mỗi mét vuông biển hiệu đặc riêng. 8. Phá hoại danh tiếng hoặc mối quan hệ của kẻ thù. Hãy gọi cho ba mẹ kẻ đó và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về cách hành xử lệch lạc của con họ. Gửi tin nhắn cho bạn trai hoặc bạn gái kẻ thù xác nhận rằng bạn thấy chúng đang ôm ấp người khác để gây mâu thuẫn. Lan truyền tin đồn về bạn bè họ sao cho ai cũng nghĩ kẻ đó chính là người phát tán để gây sức mẻ tình bạn. Phương thức này có vẻ đê tiện nhưng hiệu quả. Nhớ rằng hủy hoại kẻ thù kiểu này cũng kéo theo những người vô tội khác. Đó là cơn cuồng phong trả thù vô cảm hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Cảnh báo, cẩn thận không đưa ra những lời cáo buộc nào có thể khiến bạn dính vào rắc rối pháp luật. Phỉ báng là tội có thể kiện, đừng để chuyện cá nhân lại dẫn lên tòa án. 2. Phương pháp 2. Tìm cách thay thế tích cực hơn trả thù. 1. Đừng tự hạ mình xuống bằng kẻ thù. Nếu ai đó khiến bạn đau đớn và khổ sở, điều tệ nhất bạn có thể làm đó là trả đũa để chứng minh bản thân. Làm vậy chỉ khiến danh dự, sự liêm khiết và đứng đắn của bạn hạ xuống bằng chúng. Hãy trung thành với giá trị bản thân và hãy là người cao lớn hơn thế. Lựa chọn không làm theo thôi thúc báo thù cũng là hành động đầy quyền năng. Bạn nó hét to và rõ ràng rằng bạn là người duy nhất kiểm soát được hành động bản thân. Một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha đã nói lên sự thật chân chính thế này. Đòn trả đũa danh dự nhất chính là không làm gì cả. 2. Rút bầu tâm sự với bạn bè và gia đình. Hãy trò chuyện với một người thân về hành động của kẻ thù và tác động của chúng lên bạn. Thường thì ngọn lửa thù hận được châm dầu bởi tổn thương, không phải giận dữ. Bằng cách xử lý cảm xúc và đối mặt với việc mình bị đối xử tệ, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy bình yên và sống tiếp cuộc đời mình. Được những người quan tâm đến bạn an ủi sẽ dễ chịu và hiệu quả hơn tìm cách khiến kẻ thù cúi đầu. Thực tế, nghiên cứu khoa học cho thấy hành động trả thù không khiến người ta cảm thấy tốt hơn chút nào. 3. Tập trung vào điều tốt đẹp rút ra từ tình huống đó hơn là cái xấu. Lên kế hoạch trả thù có thể khiến bạn rạo rực trong người, nhưng nếu đi quá xa, nó sẽ phủ bóng đen lên đời bạn. Hãy cưỡng lại sự thôi thúc hơi lại vết thương bằng cách khoác lên mình thái độ tích cực và biết ơn cuộc đời. Bằng cách này, bạn có thể phá vỡ vòng lặp lại của cơn thịnh nộ và ăn thua đủ, vốn đe dọa trạng thái lành mạnh của tâm trí. Hãy cố xem hành động của kẻ thù là phước lành ngầm ẩn. Ví dụ, họ có thể từng là bạn của bạn nhưng rồi lại đâm sau lưng bạn. Sự phản bội đó nhắc nhở bạn cẩn thận khi chào đón ai vào trong vòng tròn xã hội của bạn. Đừng cảm thấy tệ khi trở thành mục tiêu của chiêu trò của họ. Thực tế họ làm những việc như vậy để phá hoại hạnh phúc của bạn, nghĩa là họ xem bạn quan trọng cỡ nào. 4. Sử dụng sự thù địch của đối phương làm động lực. Những lời nói và hành động ác ý có thể châm chích bạn nhưng cũng tiếp thêm năng lượng. Hãy chuyển hóa những thứ bình thường sẽ khiến bạn thù hằn thành động lực luyện tập, học hành hoặc tìm hiểu sở thích mới. Cuối cùng, việc bạn ngày càng trở nên giỏi hơn là ngón tay thối vào giữa mặt những kẻ hại bạn. Các hình thức luyện tập cường độ cao như cử tạ, chạy nước rút, chèo thuyền hoặc luyện tập ngắt quãng là cách tuyệt vời để xả hết năng lượng và tăng cường sức khỏe. Khi ai đó cố hạ thấp bạn, bạn có hai lựa chọn. Để lời họ nói ăn mòn bạn hoặc dùng nó thúc đẩy bạn bước lên tầm cao mới. Cảnh báo, giận dữ và tập luyện không phải kết hợp có ích. Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện tập luyện trong khi giận dữ tăng gấp 3 nguy cơ đau tim. Phương pháp 3. Đẩy lùi mong muốn trả thù. 1. Thẳng thắn đối mặt với kẻ thù về hành vi của chúng. Trước khi mơ đến cảnh hủy hoại cuộc đời kẻ thù, hãy cố hết sức xoa dịu tình hình. Hãy cho chúng biết rõ ràng những gì chúng làm không khiến bạn đánh giá cao và bạn cảm thấy thế nào. Là người ở vị trí cao hơn, bạn có trách nhiệm cố gắng không để mọi thứ căng thẳng hơn đến mức không thể kiểm soát được. Ví dụ, đứng dậy chống lại những kẻ bắt nạt cũng đủ khiến chúng chùn bước. Hãy nhìn thẳng vào mắt chúng và cứng rắn. Đủ rồi đó, tôi mệt mỏi với mấy người rồi. Hoặc bạn cũng có thể tiếp cận theo hướng đối thoại. Có vấn đề gì với bạn vậy? Tôi có đụng đến bạn bao giờ đâu. Nếu người khiến bạn phiền lòng là đồng nghiệp, hãy chọn từ ngữ cẩn thận để tránh xung đột và hỏng hóc mối quan hệ công việc. Cũng là một ý kiến hay nếu nhờ quản lý can thiệp trong kín đáo. 2. Đánh bại kẻ bắt nạt bằng cách đáp trả sắc sảo. Đôi khi, ta chỉ cần chút xéo sắc để chấn chỉnh lại một con người. Lần tới nếu kẻ đó lại quấy rối bạn, hãy suy nghĩ và đáp trả xứng đáng lại họ. Nếu thổi bay được cái tôi của chúng, về sau trước khi muốn gây hấn với bạn, chúng sẽ phải ngần ngại đấy. Nếu kẻ thù định xúc phạm bằng câu, ông còn mang tả chứ? Bạn có thể phản đòn, sao? Định mượn mặt hay gì? Một ví dụ chói sáng về làm đối thủ cứng họng là nhà thơ Dorothy Parker. Khi đối mặt với một nhà phê bình say xỉn, kẻ nói, tôi không chịu được mấy đứa ngu, bà đã bình thản đáp, nhưng mẹ ông đã chịu được đấy. Bí quyết,
Lời đáp trả hay nhất hoàn toàn ngẫu hứng nên khó có thể luyện tập được. Để có thêm cảm hứng, hãy thử xem phim của anh em nhà Max hoặc chương trình của các nghệ sĩ hài độc thoại nổi tiếng để tham khảo cách xử lý những kẻ ưa vặn vẹo. 3. Mặc kệ họ. Thay vì chìm liễm trong sự bạo hành của kẻ thù hoặc ép mình trả đũa bọn chúng, hãy loại bỏ chúng khỏi tâm trí. Cách tốt nhất để lấy lại sức mạnh từ kẻ thù đó là không dành thời gian, tâm trí, năng lượng cho chúng nữa. Nếu chúng muốn đâm bị thóc, thọc bị gạo, cứ để chúng làm, còn bạn thì bước tiếp. Làm những việc bạn cần làm để loại bỏ kẻ thù khỏi cuộc đời. Khóa chúng trên mạng xã hội, tránh những nơi chúng hay lui tới và đừng ngại ngần gạt đi nếu chúng đang cố nói chuyện với bạn. Nếu để những điều kẻ thù nói và làm lan lỏi trong tâm trí bạn ngay cả khi chúng không ở gần, bạn đã để chúng thắng. 4. Dành chút thời gian để xem xét những gì chúng làm trước khi trả thù. Khao khát trả thù của bạn sẽ mạnh nhất khi hành động, sự kiện hoặc hành vi làm tổn thương vẫn còn đọng trong đầu như mới ngày hôm qua. Đây cũng là lúc phán đoán của bạn bị che mờ bởi những cảm xúc tiêu cực. Cho dù ngứa ngáy muốn sang bằng tỷ số, hãy gượng đã. Một khi rũ bỏ được cơn giận và nỗi oán hận, bạn sẽ nhận ra khao khát trả thù cũng không còn nữa. Cho dù không cảm thấy khá hơn sau khi buông bỏ, ít nhất bạn cũng có quan điểm tốt hơn về tình huống, thứ giúp bạn lên kế hoạch hành động tích cực hơn. Lời khuyên: nếu kẻ thù gây tổn thương cho bạn hay tài sản của bạn theo cách trái pháp luật, đừng nhân nhượng, hãy tố cáo chúng với người có thẩm quyền, mang lại công lý cho bản thân. Cảnh báo: không bao giờ làm những việc nguy hiểm hay phạm pháp, gây thiệt hại tài sản, không nhất thiết trong quá trình trả đũa kẻ thù. Nếu không, chính bạn mới là người gặp rắc rối.